ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các hành giả đồng tu, chiều hôm nay thầy kính gửi đến các bạn trẻ đề tài 10 giá trị sống giúp bạn trở thành người lãnh đạo giỏi. Khi sinh hoạt từ 3 thành viên trở lên á, muốn có sự tiến bộ nhanh á, thì phải có một lãnh đạo. Trong tiếng Anh á, lãnh đạo là leader, phát xuất từ động từ lead, nghĩa là dẫn đầu. Trong chữ Hán á, thì có từ thủ lĩnh. Thủ là đứng đầu, lĩnh là dẫn dắt. Thủ lĩnh là người dẫn dắt đầu, thì người đó phải đi đầu. Để trở thành người có tố chất lãnh đạo, nhằm mà tạo ra quyến thuộc Bồ Đề, thì các bạn cần phải hội đủ tối thiểu 10 giá trị sống sau đây. Dĩ nhiên là hội đủ được càng nhiều càng tốt, có thể 15, 20, 30 các phẩm chất cao quý. Còn 10 phẩm chất sau đây đó sẽ giúp cho chúng ta, khi sở hữu được, các bạn đã đủ điều kiện trở thành người lãnh đạo nhóm, lãnh đạo đoàn, lãnh đạo tổ chức, lãnh đạo cộng đồng, lãnh đạo quốc gia, và rộng hơn nữa đó là lãnh đạo toàn cầu. Điều một, tạo khác biệt, making a difference. Để tạo ra sự khác biệt đó, thì các bạn cần phải có cái nhìn tích cực và xoáy sâu vào các giá trị tích cực, để giúp cho các thành viên trong nhóm đó có được hướng đi tích cực và trở thành là người đặc biệt trong tổ chức, cộng đồng, xã hội, quốc gia hay toàn cầu. Khi các bạn bắt đầu học chương trình thạc sĩ, mỗi học viên sẽ có một supervisor, tạm gọi là người hướng dẫn hay là giáo sư hướng dẫn. Thì theo kinh nghiệm của thầy đã từng trải qua việc học và hiện nay đó là đang hướng dẫn các sinh viên cử nhân, các học viên thạc sĩ và các nghiên cứu sinh tiến sĩ, sinh viên nào muốn trở thành giỏi đó thì phải tìm kiếm các supervisor khó tính. Supervisor khó tính phải hội đủ được tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực mà đề tài luận án thạc sĩ hoặc là tiến sĩ đó đang hướng về. Người khó tính đầy đủ sở trường chuyên môn nó sẽ gợi mở, hướng dẫn, chỉ bảo
truyền trao kinh nghiệm để người làm việc dưới sự hướng dẫn của mình đó, trở thành một chuyên gia. Do đó phải bắt bẻ, giống như là đeo kính hiển vi đó, nhìn thấy rõ độ khuếch đại của các sự vật hiện tượng đang nằm ở trong tầm ngắm. Tức là một sơ suất nhỏ hay là cách thức lý luận chưa được thuyết phục thì người hướng dẫn phải bắt bẻ và yêu cầu học viên và nghiên cứu sinh khắc phục. Thì đó là cách để giúp cho người được hướng dẫn trở nên khác biệt. Có hai khuynh hướng tạo ra sự khác biệt. Thứ nhất là có hành vi và chủ trương dị hợm. Thì đây là sự khác biệt dẫn đến thất bại, bị loại bỏ. Chẳng hạn, ban đêm người ta ngủ thì mình thức, ban ngày người ta làm việc thì mình đi ngủ, đang lúc người ta tu học thì mình đi chơi, lúc người ta giải trí thì mình phải đặt đi tu học. Tức là những cái chuyện ngược đời với cái mặc định xã hội theo chiều hướng tích cực thì sự dị biệt đó bị lên án, phê phán, không được tán dương. Do đó chúng ta phải tránh tình trạng trở thành sự khác biệt không có lợi ích. Còn đây đó, chúng ta phải tạo ra sự khác biệt có lợi ích. Do đó phải đòi hỏi đến tính thông minh. Thông minh không đủ, chúng ta phải đòi hỏi đến trí tuệ cảm xúc, emotional intelligence quotient. Còn bây giờ đó, người ta đã chứng minh được đó, người có chỉ số IQ, intelligence quotient, tức là chỉ số thông minh, không có mức độ thành công và tạo ra sự dĩ biệt so với người có chỉ số cảm xúc cao, hai emotional quotient. Người có chỉ số cảm xúc đó nhạy bén, rồi hiểu được tha nhân, hài hòa với cộng đồng, tương tác với xã hội, nắm rõ hết tất cả những cái giới hạn, rồi ưu điểm, sở trường, cái hay của người khác để thích ứng. Huấn luyện viên Park Hang-seo ở nước Hàn đó, thì liên đoàn bóng đá không xem ông ấy là đẳng cấp cao. Nhưng khi được bầu Đức thuê về Việt Nam, trả tiền để huấn luyện cho các đội bóng Việt Nam, thì dầu cầm cương đội U23 chưa được thời gian bao lâu, với sở trường và tính chuyên môn, ông ấy đã làm cho các cầu thủ U23 Việt Nam trở nên đặc biệt, phá kỷ lục trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Đó là kinh nghiệm của huấn luyện viên giỏi. Tức là thấy rõ được tiềm năng xuất chúng của từng thành viên trong đội bóng và đặt đúng vị trí của các thành viên đó, trao cho họ cái cơ hội để làm lên lịch sử. Tức là tin tưởng và giúp cho những người đó lên tinh thần để phát huy toàn bộ các sở trường và biến các ước mơ trở thành hiện thực. Cho nên cái người giỏi đó, về huấn luyện đó, phải nhìn thấy được, ta gọi là thấy dò, thấy cẳng người ta ha. Cái tiềm năng nó được bộc lộ từ hồi nhỏ, chứ không phải chờ đến lúc thành đạt rồi mới đi mời ta về, thì phải tốn giá mua 10 triệu đô la, 20 triệu đô la, 30 triệu đô la chưa chắc mua được. Tức là phải thấy được tính tiềm năng, rồi phải thấy rõ được á, việc đầu tư bằng nhân quả gì đó thì tiềm năng đó trở thành hiện thực. Rồi ở phạm vi nào đó thì hiện thực đó đó có giá trị ở phạm vi của tổ chức, cộng đồng, quốc gia,
khu vực và thế giới. Chúng ta phải có các nhận thức đó, hiểu biết đó, để giúp cho sự khác biệt ở những người được chúng ta quan tâm đó, đạt được đỉnh cao. Điều hai, tính sáng tạo, creativity. Người có tinh thần sáng tạo đó thì sẽ có được những phát minh, innovations, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ở đây bao nhiêu bạn trẻ biết nhân vật Steve Jobs, được khoảng gần 10 người, đáng khen. Số còn lại không đáng chê nhưng mà cố gắng khắc phục. Tức là phải đọc sách vở nhiều. Steve Jobs là người đồng sáng lập công ty Apple. Công ty có chức năng đó, góp phần làm thay đổi thế giới theo chiều hướng tích cực. Các ứng dụng kỹ thuật số mà chúng ta sử dụng trong điện thoại thông minh, rồi trên Internet, rồi các cái ứng dụng dân sự và xã hội, phần lớn có gốc rễ từ những sáng tạo và phát minh của Steve Jobs. Dầu qua đời ở tuổi 56 thôi, Phật tử Steve Jobs đã đóng góp cho thế giới này 256 bằng phát minh, sáng kiến, đồng sáng kiến, sáng tạo đăng ký toàn cầu. Nếu các bạn tìm hiểu về cái lai lịch và những cái thôi thúc dẫn đến những phát minh của Steve Jobs lại càng nể nữa. Sau khi bị đàn em và bạn bè tống khứ ra khỏi công ty do mình có cộng đồng sáng lập, đối với rất nhiều người đó, đó là sự hận đời, hận người, trả thù, hoặc đó là mượn rượu giải sầu. Steve Jobs may mắn được hướng dẫn sang Nhật Bản để học thiền Phật giáo và trở thành Phật tử. Anh vượt qua những đau khổ, những khó khăn và nỗ lực tái hội nhập với người thân, tái hội nhập với cộng đồng, vì cái mặc cảm bị loại bỏ, bị chê xỏ, bị chê xấu đó làm cho chúng ta tức lắm, khó chịu, tức tối, thậm chí là thù hằn. Steve Jobs nhờ triết lý Phật giáo vượt qua các cảm xúc tiêu cực này, chuyển hóa chúng và làm chúng trở thành cái nguồn động lực để phát minh. Sau vài tháng tu thiền tại Nhật Bản, trở về lại Hoa Kỳ, Steve Jobs trở thành nhân vật hoàn toàn mới, rất là trí thức, điềm đạm, sâu sắc, năng động, lắng nghe, học hỏi, tương tác. Và đi tới đâu đó, ông cũng đều để lại những ấn tượng đẹp ở những người cộng sự mà trước đó không thể đạt được. Do đó, muốn phát minh thì trước nhất chúng ta không nên thỏa mãn hãnh diện đối với tất cả những giá trị đã có ngay thời điểm mà chúng ta cần phát minh. Điều này nó buộc chúng ta phải tìm kiếm các ý tưởng mới, sử dụng các phương pháp tiếp cận mới, phương pháp mới để khai thác, đào sâu, nâng cao, mở rộng và tìm ra trong cái mớ dữ liệu mà ai cũng biết, ai cũng có, những cái mà người ta chưa nhìn ra được giá trị của nó. Thì cái công việc để phát minh sáng kiến đó, chúng ta cứ tạo ra tính phủ định đối với những gì đã được khẳng định, rồi tạo ra sự khẳng định đối với những gì đã bị phủ định, tạo ra nghi vấn đối với những gì được khẳng định hoặc bị phủ định. Đó là cách đơn giản nhất để chúng ta khám phá cái mới, rồi xem đó
cái điều mà mình đặt vấn đề để tìm kiếm ý tưởng mới thật sự nó có mới không? Có những cái mới hoàn toàn không có giá trị. Có những cái mới đó đưa chúng ta lên đến đỉnh cao. Do đó, ngoài việc sử dụng trí năng tưởng tượng dưới tác động của thông minh cảm xúc cao, chúng ta phải dùng đến phương pháp đứng đắn. Đức Phật gọi đó là Sammamagga, phương pháp đúng, con đường đúng, kỹ thuật đúng, lộ trình đúng. Khác với đúng lộ trình, đúng quy trình là một cách là biện hộ cho những yếu kém thất bại của mình thôi, và đổ lỗi cho hệ thống. Như vậy mình là hệ thống có vấn đề, cho nên mình đi đúng theo cái quy trình đó thì nó tạo ra hệ quả vấn đề và toàn hệ thống chịu trách nhiệm, còn mình thì được bình an, không giải quyết được vấn đề. Khi chúng ta có được lộ trình đúng thì việc đi đúng lộ trình mới dẫn đến kết quả đúng. Người sáng tạo, phát minh, sáng kiến các ý tưởng đó phải đặt ra các hệ giá trị kéo theo khi điều này đó được thừa nhận sau khi được công bố. Do đó khi chọn các đề tài làm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đó, thì các bạn nên chọn những đề tài hữu dụng. Để khi những phương pháp mới chiếu soi vào các cái dữ liệu cũ, các bạn tìm ra được những ý tưởng mới, những khám phá mới, thì cái mới đó phải có giá trị. Còn mà không đó, nó chỉ đơn thuần phục vụ cho tri thức thuần túy, mà tri thức thuần túy đôi lúc nó lại vô dụng. Và có nhiều cái phát minh sáng kiến thì tạo ra sự hủy hoại, chẳng hạn như là phát minh ra bom nguyên tử và hạt nhân. Ông Nobel đã rất hối hận về cái phát minh của mình, cho nên cuối đời ông quyết định lấy hết toàn bộ các tiền thưởng và những gì ông gây dựng suốt cả một kiếp người đó, tạo ra cái quỹ mang tên ông để tưởng thưởng cho những phát minh sáng kiến sáng tạo hoặc là đỉnh cao của các lĩnh vực, trong đó có hòa bình, văn học, vật lý, vân vân. Cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin, ông Trump đã có phát biểu rất ấn tượng. Hai nước chúng ta, tức là Hoa Kỳ và Nga, sở hữu trên 90% bom nguyên tử hạt nhân trên toàn cầu. Đó là sở hữu xấu, đe dọa đến hòa bình thế giới, tạo ra những bất ổn. Đó là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia sở hữu bom hạt nhân lớn nhất thế giới nói về sự tác hại của việc sở hữu này. Chứ phần lớn đó, những quốc gia đang nỗ lực có được nó, chẳng hạn như Iran hay là Bắc Triều Tiên đó, thì xem đây là cách để khẳng định tính siêu cường quốc của bản thân. Nhưng rồi khi đạt được đó rồi đó, người ta sống ở trên sự bất an, lo lắng, sợ hãi. Chỉ cần một giây phút mất sự kiểm soát thôi, bấm nút, thì trong vài phút sau toàn thế giới này thì thành tro bụi. Cho nên sở hữu các loại bom nguyên tử hạt nhân từ những phát minh sáng kiến mà không phải ai cũng đạt được năng lực và trình độ này, đã làm cho người ta chẳng những không có được hòa bình mà cũng không có được sự bình an. Do đó, khi nghĩ đến việc phát minh ý tưởng mới, phương pháp mới, phát hiện mới, tạo ra những cái sáng tạo mới, chúng ta phải nghĩ đến tính giá trị và phục vụ của nó trong đời sống thực tế. Điều ba, lòng nhiệt huyết. Enthusiasm,
tức là người đó phải tràn đầy sức sống, tràn đầy nỗi đam mê, tràn đầy sự quan tâm, tràn đầy cái độ nóng trong trong cơ thể theo nghĩa bóng. Mà chỉ cần á, khi tiếp xúc tương tác với những người đó thì trái tim chúng ta được hâm nóng lại, đầu óc chúng ta được hâm nóng lại, tâm hồn của chúng ta trở nên năng động hơn, sảng khoái hơn, thích thú hơn, và sẵn sàng tham gia vào một dự án, chương trình, kế hoạch để phục vụ cho một lý tưởng có giá trị cho số đông. Tức là người lãnh đạo phải có được tố chất lên dây có tinh thần cho các thành viên nhóm. Trong một buổi họp, Khổng Tử sau khi thất bại vai trò làm chính trị, trở thành nhà giáo về triết lý, ông tâm sự với các học trò của ông á, về lĩnh vực kiên nhẫn, thầy thua trò A. Về lĩnh vực thông minh, thầy kém hơn trò B. Về lĩnh vực tổng hợp, thầy không thể bằng trò C. Về lĩnh vực phân tích, thầy là bị bỏ qua bởi trò D. Ông liệt ra rất nhiều mặt mà ông yếu kém. Cái kết luận mà ông nêu ra đó đáng để chúng ta quan tâm. Nhưng tổng hợp lại tất cả các mạng này thì không có trò nào bằng thầy, cho nên thầy dẫn dắt các học trò được. Tức là nhà lãnh đạo giỏi không cần thiết phải trở thành là chuyên gia của mọi lĩnh vực. Vì khi trở thành chuyên gia, cái tâm của mình đó, đôi lúc trở nên cao ngạo. Mà người cao ngạo thì không thể thổi cái bầu nhiệt huyết cho những người khác bùng cháy được. Phải có sự chân thành, rồi khả năng tương tác xã hội, thông minh cảm xúc, để chúng ta làm cho những người giỏi hơn trở nên hợp tác nhau vì mục đích lý tưởng cao quý hơn. Tức là làm thế nào để cho người ta thấy được rằng là giấc mơ mà mỗi người đang gọi là dưỡng vào ban đêm, cảm nhận vào ban ngày đó, dần dần đang trở thành hiện thực, sờ mó được, chạm đến được, đạt đến được. Do đó phẩm chất của người nhiệt huyết sẽ không nói những điều tiêu cực, mệt quá, nặng nề quá, khó khăn quá, chắc là kỳ này là chết đề rồi, tôi chắc là bó tay chấm cơm rồi. Hạn chế việc sử dụng các cảm thán từ mà nó nói đến cái cảm xúc tiêu cực. Trời ơi, mèn đất ơi, ôi dồi ơi. Người nghe cái là xuống tinh thần luôn. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đưa ra một cái ẩn dụ rất là sâu sắc. Cái hành trình từ cảnh giới phàm đến cảnh giới Phật, nó là một cái đường dài. Đức Phật chia làm ba khúc. Ở một phần ba thứ nhất, Ngài gọi đó là quả vị Thánh A-la-hán. Ở hai phần ba đoạn đường, Ngài gọi đó là quả vị Thánh Bồ-Tát. Ở phần cuối của đoạn đường, Ngài gọi đó là quả giác ngộ tuyệt đối. Ngài chia làm ba khúc. Thì như vậy đó, cái người đi trên con đường tỉnh thức đó đó, không có cảm giác là quá xa, quá dài, quá khó, nhón chân vối tay, không đạt được. Và phải nói bằng cách nào đó để cho người đồng hành với mình đó cảm thấy là đủ nhiệt huyết, đủ sức lực để đạt được mục tiêu. Rồi khi đạt được mục tiêu một phần ba rồi đó, thì Đức Phật nói đây phải là thành quả cuối cùng, còn cái thành quả phía trước nữa kìa. Rồi khi đạt được hai phần ba, tức là quả Bồ Tát, là Đức Phật nói không, cái này đó
phải cần vượt qua để đạt được quả Phật. Tức là các lãnh đạo giỏi phải biết đặt ra các mục tiêu ngắn, mục tiêu vừa, mục tiêu dài, mục tiêu 1 năm, 5 năm, 10 năm. Hoạt định hóa. Và chúng ta cứ nhớ cuộc đời này đó, nếu chúng ta sống trung bình là 70 năm, và bây giờ nếu các bạn đang ở tuổi 20 đi, thì các bạn còn đến 50 năm để đi trên cuộc hành trình cuộc sống. Và cứ mặc định trung bình mỗi một năm các bạn phải vượt qua 3 thách đố lớn. Còn các thách đố nhỏ mình không nói đi, thì nhân cho 50 năm các bạn phải có đến 150 thách đố. Mỗi thách đố thầy ví dụ giống như là một cái quả đồi mà về cắt dọc đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy đó là một đường xiên. Và nối kết 50 cái đường xiên đó, rồi đến 150 cái đường xiên đó. Cho nên khi qua được một thách đố, nhiều người đó ăn mừng, ngủ quên với chiến thắng, hãnh diện tự hào. Đang khi đó cái con đường marathon của cuộc đời các bạn đó là đến cái điểm 150, chứ không phải điểm thứ nhất hay là điểm thứ 50 hay là điểm thứ 70 hay 80. Do đó khi vượt qua được một thách đố, công việc của các bạn là tiếp tục lên đường. Người có thông minh cảm xúc cao đó sẽ lần lượt vượt qua và dừng lại ở kết quả 100 thứ 50. Các bạn cứ tập hình dung đi, mỗi trở ngại mà các bạn đối diện và vượt qua đó là một quả đồi. Cứ tiếp tục đi. Công việc của các bạn là đi để đạt được mục đích, chứ không phải là dừng lại. Và đừng có gọi là giả vờ đánh đồng cái động tác dừng chân tạm thời thành cái kết quả đạt được. Rồi nói thôi, tôi sức có chừng này thôi, tôi dừng lại ở chỗ này đủ rồi, nhường các bạn giỏi hơn đi tới, còn tôi hài lòng với cái tôi đang có. Đó là an phận thủ thường, đó là cố chấp vào sự yếu kém. Thì người lãnh đạo giỏi phải thổi bùng được cái nhiệt huyết vào, đốt cháy đi những sự lười biếng đó, những biện hộ đó, để cho người ta tiếp tục lên đường, đạt được mục tiêu. Điều 4, tính dũng cảm, courage. Dũng cảm là một bản lĩnh đối diện. Trên nền tảng đó, bản lĩnh chịu đựng tích cực. Để trở thành người dũng cảm thì các bạn phải tránh ba thái độ tiêu cực. Phớt lờ các trở ngại và thách đố, vì như thế là liều mạng. Đào tẩu khỏi thách đố và khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Cường điệu quá thách đố và khổ đau, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Các bạn tập auto-suggestion, tự kỷ ám thị, tức là nói nhẩm ở trong đầu, đưa các lệnh điều khiển có giá trị tích cực để thay đổi nhận thức, điều chỉnh những cái nhận thức yếu kém thành những nhận thức và lý tưởng cao quý. Các bạn chỉ cần nhẩm: mọi chuyện đối với tôi là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, tôi sanh ra đời để làm những việc khó làm. Vừa nhẩm các bạn vừa nở nụ cười, hít thở thật là sâu, cảm thấy thoải mái. Đến mùa thi các bạn nói: ôi, chuyện này đơn giản, nó nằm ở trong khả năng của tôi, không có gì phải lo lắng. Thì các bạn sẽ làm chủ được cảm xúc lo. Vì cảm xúc lo là một ức chế tâm lý, hạn chế biên độ của trí nhớ và làm cho các bạn gần như là bí lù những điều các bạn đã từng thuộc lào, nắm vững. Nhưng mà với cái áp lực của ký ức, các bạn bị quên đi. Càng cố tâm nhớ ra thì các bạn không thể nào moi móc ra được
để sử dụng nó trong những tình huống cần đến. Dũng cảm nếu chỉ hiểu theo nghĩa đen là không sợ hãi đó thì chưa đủ. Những kẻ liều mạng, những kẻ xấu ác, những thành phần mafia đầu trâu mặt ngựa vào tù ra khám đều có tố chất giống nhau là không sợ, bao gồm không sợ cái tốt, không sợ hậu quả xấu, không sợ nhân quả trừng phạt, cho nên họ trở thành là thí bàn cùi, liều lĩnh một cách tiêu cực, dẫn đến sự tự hủy hoại và gây tổn thất khổ đau cho tha nhân. Còn người có tâm dũng cảm theo tập Phật dạy đó là có một cái sức mạnh nội tại làm cho người đó trở nên sâu sắc, điềm tĩnh, bản lĩnh, kiên cường, bất khuất, không bỏ cuộc nửa chừng, không đoàn số phận và lúc nào cũng lạc quan, tươi tỉnh để tìm ra đâu là giải pháp tốt nhất để giải quyết các vấn nạn. Trong sự bộn bề, lo toan, khủng hoảng, sợ hãi, căng thẳng thì người dũng cảm có trí tuệ đó phải thấy rõ được đâu là giải pháp mà việc sử dụng nó sẽ dẫn đến kết quả cao nhất ở mức độ tương đối có thể. Ôm lại bộ phim Titanic thì các bạn thấy là lúc bắt đầu chiếc thuyền du lịch lớn nhất thế giới đi từ Anh mà điểm đến đó là Hoa Kỳ va phạm cái tảng băng ngầm, thì với cái độ tính kinh nghiệm của thuyền trưởng đó là trong vòng vài giờ đó tàu sẽ nằm dưới đáy đại dương, mà vào tháng 12 giá lạnh đó khả năng sống còn đó là không cao. Thuyền trưởng đã chọn giải pháp chết ở ngay cái phòng của mình để chịu trách nhiệm đạo đức về cái sự cố xảy ra, mặc dù lỗi không phải nằm ở ông. Còn những kẻ xấu thì giành giật cơ hội để sống, chẳng hạn như chồng của Rose, một tỷ phú, phải giả vờ là có đứa con nhỏ. Mà ở phương Tây đó, phụ nữ là ưu tiên một, trẻ em cũng được ưu tiên một, cho nên ông ấy đã sống còn bằng một sự gian trá. Còn hai vợ chồng triệu phú ở Anh, tôi đã quên tên, quyết định nhường cơ hội ưu tiên cho những người khác vì họ đã gần tuổi 70 rồi. Cái cảnh mà khi máy quay nhấn mạnh ở cái góc mà cặp vợ chồng già nằm ở trên giường á, đó là một cặp gọi là triệu phú nổi tiếng ở Anh. Họ biết là nếu họ có được sống, họ có không sống được bao nhiêu năm nữa. Và họ là người được ưu tiên vì mua cái vé là VIP, tức là cực kỳ quan trọng ha, người đẳng cấp mà, cho nên được ưu tiên nằm ở trong nhóm được cứu hộ. Nhưng họ đã chối bỏ cơ hội đó, nhường lại cho những người khác. Vì họ tin rằng đó, những người trẻ hơn mà nếu được sống đó, thì họ còn đến là 30 năm, 50 năm, 70 năm, 90 năm. Cho nên họ vui vẻ mà chết. Và để kỷ niệm cái sự chìm thuyền chết tập thể đau đớn đó, đó thì tại Anh, ở ngay cái thành phố được hai vợ chồng này sinh sống và tạo ra cái chuỗi các cửa hàng nổi tiếng toàn cầu này, thì người ta làm tượng đài của hai vợ chồng để ca ngợi sự dũng cảm hy sinh, nhường cơ hội sống cho những người khác. Như vậy, dũng cảm tích cực đó, phải có lòng từ bi đính kèm, phải có tuệ giác soi sáng. Còn anh hùng theo kiểu Lương Sơn Bạc, các bạn có xem mấy bộ phim anh hùng Lương Sơn Bạc chưa? Không coi cũng hơi uổng ấy. Đó là những người rất hùng dũng, bất khuất, hiên ngang, kiến nghĩa bất vi, phi dũng giả. Thấy những điều bất công mà không ra tay nghĩa hiệp á, thì không phải là anh hùng. Nhưng rồi họ thiếu mưu trí,
thiếu đoàn kết. Họ chết một cách riêng lẻ, chết một cách đó là đau thương, chết một cách mà phần lớn người ta khi nhìn thấy cái hiện tượng chết đó, người ta không dám trở thành anh hùng nữa. Anh hùng kiểu đó uổng. Thầy tạm gọi đó là chết lãng xẹt. Hồi sáng nay thầy mới nhận một cái nhắn tin đó, không biết là của ai. Thầy ơi, sao thầy không tự thiêu để biểu tình việc Việt Nam mở ra 3 khu đặc khu? Chết gì ngu dữ vậy. Cuối tháng 6 đó, khi chia sẻ cho các bạn thanh thiếu niên ở tại tỉnh Đồng Nai đó, thì thầy có trả lời câu hỏi về biểu tình đối với 3 đặc khu. Quyền hiến định và luật pháp cho phép chúng ta biểu tình, mặc dù luật biểu tình của Việt Nam chưa được Quốc hội thông qua, nhưng phải biểu tình thông minh, không gây bạo lực, bạo động, chống người thi hành công vụ, phá của công, đốt cháy xe cơ sở của nhà nước, vì như thế là phạm tội hình sự và có thể ở tù trục xương. Dũng cảm kiểu đó không ai khen. Cái đó gọi đúng hơn là liều mạng. Liều mạng theo kiểu tiêu cực. Chúng ta phải chấp nhận là luật có giá trị tương đối. Mà khi mà đại đa số các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua, dù họ dưới áp lực nào, hay sự lựa chọn nào, hay cái tự do nào, thì dầu cho nó có những điểm bất toàn, nó vẫn trở thành là cán cân của sức mạnh. Chúng ta có nhiều kênh để bày tỏ quan điểm chính kiến, vận động, lobby, thuyết phục làm thế nào đó để cho các quyền thủ quốc gia thay đổi quan điểm, dẫn đến thay đổi chính sách. Khi nỗ lực hết mình rồi, dùng các phương pháp tốt nhất có thể rồi, mà nếu như vẫn không thay đổi được thì thôi hoan hỷ chấp nhận. Để nuôi lý tưởng, nuôi cái sự hùng dũng của bản thân trên nền tảng chịu đựng tích cực. Chúng ta phải hiểu luật, và ở quốc gia nào không tuân thủ luật là một hành động sai lầm, chứ không nên xem đó là dũng cảm. Gia đình Phật tử Việt Nam được thành lập khoảng 8 thập niên, có 3 giá trị sống được yêu cầu toàn bộ các bạn trẻ nương theo, đó là giá trị bi, giá trị trí và giá trị dũng. Bi đó là cảm thông nỗi đau của tha nhân và cuộc đời này. Trí đó là sáng suốt, hiểu nhân quả, hiểu luật pháp, hiểu tiềm năng, hiểu phương pháp để vượt qua các trở ngại và khó khăn. Và dũng đó là bản lĩnh thực hiện, không chùn bước và bỏ cuộc nữa chứ. Như vậy là 3 giá trị chư Phật này đã hỗ trợ cho nhau. Nếu thiếu đi yếu tố từ bi và được đạo dưỡng bởi trí tuệ đó, thì hành động dũng cảm của chúng ta đó trở thành là liều mạng. Kẻ làm liều có thể chết bản thân mình, nhưng mà không phục vụ được gì cho ai, chỉ được cái tiếng khen để làm cái gì. Anh hùng đó gọi là anh hùng rơm. Còn anh hùng thật á, phải nghĩ đến cái kết quả cuối cùng, trải qua bao nhiêu chịu đựng, với bao nhiêu nghịch cảnh, và phải nỗ lực như thế nào đó để có được cái kết quả huy hoàng, tức là mang lại sự khải hoàn. Người tu học Phật á, phải hướng đến phẩm chất dũng và giá trị dũng nêu trên. Thì các bạn nó vừa mang lại công bằng xã hội, tạo ra những cái quyền cao quý để giúp cho mọi người là phát huy
giàu sang, hạnh phúc trên nền tảng bền vững. Còn bằng không đó thì các bạn sẽ nhanh chóng bị quên đi bởi những hành động hữu dũng vô mục. Chuông Phi đó được xem là người có năng lực giỏi nhưng mà thiếu mưu trí, và lúc đó gây hại cho mình và gây hại cho tổ chức. Thỉnh thoảng thì Khổng Minh, Gia Cát Lượng nó cũng biết sử dụng cái hữu dụng vô mưu của Trương Phi để tạo nên lịch sử. Có một trận khi mà lực lượng của Tào Tháo cắt quân đánh quân của Lưu Bị đó, thì Khổng Minh biết rất rõ Trương Phi nóng tính, cho nên á kỳ này ông ra một cái hiệu lệnh, quân lệnh là không được mở coi cái kịch bản, chờ đến lúc mà bên kia còn một khoảng cách 500 mét thôi thì hãy mở tờ giấy này ra và làm theo cái điều lệnh ở trong tờ giấy đó thì dẫn đến sự chiến thắng. Thần tượng Khổng Minh, Gia Cát Lượng, Trương Phi an tâm, tức là xông trận với gọi là tinh thần anh dũng, và đúng với kịch bản còn 500 mét nữa thì quân lính của Tào Tháo bắt đầu đi qua cầu, đi qua cầu. Trương Phi mở ra, trời ơi, không thể nào tưởng tượng được, không có chữ nào hết. Ông giận tức quá, kỳ này ta về ta phải làm thịt Khổng Minh, hét lên một tiếng. Thì ở dưới cái cầu đó có những con cá to, cá kình đó, khi mà nó nghe cái âm vang giận dữ, nó khủng hoảng tinh thần, nó nhảy lên là cho cái cầu bị sập xuống, và lính của Tào Tháo chết như rạ, bất chiến tự nhiên thành. Tức là cái tầm nhìn và kế sách binh pháp của Khổng Minh, nếu nhân vật đó có thật đó thì phải nói là thuộc hàng bậc thầy của thế giới. Sau cuộc chiến thắng đó đó thì Trương Phi nể phục Khổng Minh hơn. Tức là người hữu dũng vô mưu sẽ bị người khác điều khiển giật dây như là một con lạc đà. Nếu mà giật dây tích cực thì mang lại kết quả tốt, còn giật dây bậy thì trở thành là gì? Tội lỗi tập thể. Một người mù giảng một đàn mù, sự anh dũng đó làm cho tất cả bị rớt xuống hầm sâu, thì anh dũng đó chẳng có giá trị gì. Chúng ta phải nhớ cái anh hùng của chúng ta phải mang lại kết quả, mang lại lợi ích ở cái điểm cuối cùng chứ không phải là dọc đường. Chúng ta phải lên cái kế hoạch. Trong một cái lộ trình marathon có thể nó có đến là 10 chặng đường, chúng ta phải hoạch định ra chặng nào càng thắng, chặng nào càng hòa, và cuối cùng tổng thể lại 10 chặng đường này mình phải là top. Thì cái dụng đó có sự hỗ trợ của trí tuệ. Điều năm, biết thương người. Love your team members. Tức là người lãnh đạo đó không phải chỉ biết quan tâm quyền lợi của bản thân mình, người thân mình, mà phải mở rộng vòng tay ra để thương và chăm sóc quyền lợi của các thành viên. Dĩ nhiên khi thôi thúc cho người khác làm thì nhà lãnh đạo giỏi sẽ không bao giờ dùng quyền lực để gây áp lực. Chẳng hạn như trong quân đội, tướng ra lệnh thì tất cả cấp tá trở xuống phải tuân thủ, ai kháng lệnh là bị đưa ra tòa án quân đội xử. Và trong đạo Công giáo đó, giáo hoàng ra lệnh thì tất cả các hồng y phải tuân thủ, hồng y là lãnh đạo cao nhất của quốc gia. Khi hồng y, tức là lãnh đạo cao nhất quốc gia ra lệnh thì các giám mục phải tuân hành. Khi các giám mục lãnh đạo các giáo phận ra lệnh thì tất cả các linh mục phải tuân hành. Khi linh mục ra lệnh thì tất cả các giáo dân phải tuân hành. Thì cái đó trong Công giáo người ta gọi là đức văn phục.
phải vâng lời và tuân phục. Cho nên đó, khi mà chủ trương của lãnh đạo Công giáo bắt buộc và phải chiến đấu thì tất cả mọi người phải lao tới phía trước và hy sinh giống như là những con thiêu thân. Còn lãnh đạo theo tinh thần Phật dạy đó, chúng ta không làm theo cách thức đó. Chúng ta phải đặt ra hệ giá trị, tính lợi ích, kết quả cuối cùng. Chúng ta phải thương người khác như thể chính bản thân mình. Còn nguyên thủ quốc gia được Đức Phật khuyên là gì? Thương các thần dân như thể là con ruột của mình. Thì lúc đó đó, nhà lãnh đạo chính trị đó mới đưa ra những quyết sách không có lỗi hệ thống, dẫn đến phát triển đất nước, tăng trưởng kinh tế, bình ổn xã hội. Người ta có thể sống được đồng lương và từ đồng lương có thể nuôi được các thành viên gia đình. Và bằng đồng lương người ta có thể mua được xe hơi, các nhà lầu, có đủ các tiện ích cuộc sống. Phải có cái tố chất từ bi đó, chứ không nên biến các thành viên người là dưới trước mình trở thành những con thiêu thân hy sinh cho mục đích của mình. Cuộc chiến tranh bất bạo động mà Mahatma Gandhi được xem là thánh sống của đất nước Ấn Độ đó dẫn đến sự tranh luận lớn. Hàng ngàn người dưới sự lãnh đạo của ông đã bị đế chế Anh giết chết vì họ bất bạo động mà cứ tiến tới phía trước, Anh cứ bắn bùm 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 tiến tới ngã gục, tiến tới ngã gục, tiến tới ngã gục. Dĩ nhiên là có những cái sự gục ngã đó làm nung nấu tinh thần của toàn quốc dân, để dẫn đến cái tình trạng thứ nhất là bất hợp tác, thứ hai đó là bất liên minh. Đối với tất cả những gì do anh chủ sướng, do anh quyết định, bao gồm giáo dục, chợ búa, các dịch vụ, tức là bất hợp tác, để làm cho chính phủ anh đó là bị tê liệt hoàn toàn. Hàng ngàn người đã nằm xuống để cho phong trào đấu tranh bất bạo động của Gandhi trở nên chiến thắng, tức là giành lại độc lập chủ quyền từ Anh. Dĩ nhiên là có những hy sinh mang lại kết quả cao quý thì có thể được xem là thành công, nhưng mà chết đó là vài ngàn người như vậy đó. Thì đối với phong cách lãnh đạo của những nước tiên tiến, người ta không ít lệ, bởi vì các thành viên của mình bị chết nhiều quá, bị tổn thất nhiều quá. Thì cái chiến thắng đó đó gọi là được xây dựng trên xác chết và sự đau thương của biết bao nhiêu người. Thì đứng ở góc độ này đó, thì một số tướng lĩnh độc lập ở nước ngoài đó không tán đồng với cách thức mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm trong trận chiến Điện Biên Phủ, là chết nhiều quá. Ở trong nước đó, đối với những người đã từng bị làm nô lệ bởi giặc xâm lăng, thì việc ngã xuống đó là một cái hoạt động tất yếu thôi, để cho những người khác coi khỏi đứng lên giành quyền độc lập chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Cho nên trong nước đó, thì xem Đại tướng Võ Nguyên Giáp như là thánh. Đến những cái ngày giỗ của ông đó, thì mộ của ông ở Vũng Chùa, Quảng Bình đó, hàng vạn người lũ lượt khắp các tỉnh thành kéo về thắp hương lễ bái tôn thờ. Theo tinh thần tự nguyện, chúng ta xem ông như là anh hùng dân tộc à, tôi tôn vinh lên ca ngợi. Nhưng mà ở nhiều quốc gia ta xem đó là cái chính sách sai. Thì về chính trị thì khó có được sự đồng thuận lắm. Đứng từ góc độ A
thì ta xem đó phương pháp đó là đúng. Đứng từ góc độ B, ta xem phương pháp đó là bị lên án. Cho nên thương các thành viên trong nhóm của mình và ứng xử các thành viên đó như là người thân của mình, thì chúng ta sẽ tránh được các rủi ro và tổn thất lớn nhất có thể. Tôn trọng các thành viên bằng sự tôn trọng cái nhân phẩm của người đó, dignity, và làm cho người đó đó có cảm giác là được chăm sóc, được quan tâm, được thương yêu, được bảo vệ, thì các thành viên đó mới sống chết với lý tưởng được mình khởi xướng, có mục đích cao quý và có giá trị công ích nhiều. Điều 6, phụng sự, service. Từ 3 thập niên trở lại đây đó, thì các nhà tâm lý học phương Tây, nhất là tâm lý học ứng dụng và tâm lý học chiều sâu, sáng tạo ra những khái niệm tích cực như là dịch vụ công, public service, hay là đời sống công, public life, để nói về những cái mảng đóng góp mà mỗi thành viên đã tham gia vào các tổ chức quốc gia, tổ chức dân sự, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, hoặc là các tổ chức y tế, tổ chức công an, tổ chức cứu hỏa. Nói chung là mang lại những cái phục vụ cho tập thể theo chiều hướng là có ích. Tinh thần phục vụ, service spirit, được ca ngợi, mang lại lợi ích cho số đông. Sau khi độ được 5 đạo sĩ và 55 thương gia triệu phú làm 60 a lán đầu tiên đó, Đức Phật đã kêu gọi họ dấn thân để phụng sự. Này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng hướng nhau. Hãy đi vì mục đích, vì động cơ, mang lại phúc lợi, an lạc, hạnh phúc cho số đông và cho toàn thể nhân loại này. Cái lời hiệu triệu đó có một cái sức thu hút đã làm cho rất nhiều người trẻ trung, như là 55 triệu phú, bỏ cơ hội sống giàu sang trọn cả một kiếp người để trở thành nhà tâm linh theo tiếng gọi chân lý của Đức Phật. Điều đó chưa từng có trong lịch sử tôn giáo. Các thái tử nước Sakya, công tử, hoàng hậu, công chúa, công nương của nước Sakya mà Đức Phật được xuất thân, cũng theo lời hiệu triệu của Đức Phật, bỏ cơ hội làm vua, bỏ cơ hội làm hoàng hậu, bỏ cơ hội làm hoàng tử, công chúa. Cũng chưa từng có trong lịch sử một sự kiện nào vĩ đại như là cái phong trào tâm linh do Đức Phật lãnh đạo, hướng đến sự phục vụ cho nhân loại, Global Citizen Service. Chùa Giác Ngộ chúng ta có đội ngũ phụng sự viên á, lúc đầu là 2.500 người. Bữa nay đó thầy xem lại trên nhóm mạng xã hội Facebook á, đã có được 4.900 mấy chục người rồi. Thì rất tiếc là Facebook chỉ cho được 5.000 thành viên thôi. Thì các bạn phần lớn là tuổi trẻ, học sinh, sinh viên, có nhiệt huyết lớn, có năng lực lớn, có tinh thần phụng sự, nhưng không có tiền, có chất xám, có thời gian, công sức được quy đổi ngang bằng với tiền. Như vậy khi các bạn phụng sự có nghĩa là các bạn đang cúng dường. Và Đức Phật đưa ra tinh thần phục vụ công rất là hay: phụng sự chúng sinh là cúng dường thiết thực cho các Đức Phật. Chứ Ngài không có kêu phụng sự cho Ngài. Nếu Ngài muốn phụng sự, Ngài làm vua, muốn cái gì không được. Muốn 100 lâu đài có 100 lâu đài, muốn có 1.000 bà vợ có 1.000 bà vợ, muốn cắt tiền hết thì cái gì mà không có.
Đức Phật muốn đệ tử của Ngài phục vụ công, public service, cho số đông, và ở tầm nhìn toàn cầu là cho toàn thể nhân loại này. Cho nên Ngài kêu gọi chúng ta phụng sự chúng sinh. Chúng sinh bao gồm là động vật có tình thức, cao quý nhất là con người, rồi các loài vô tình thức, tức là các loài thực vật có cây hoa lá, tức là nói chung là môi trường sinh thái. Như vậy là phạm vi phục vụ công của người Phật tử rộng lắm. Còn đối với Công giáo, Tin lành, Chính thống giáo, Anh giáo thì ta chia ra đó là có hai nhóm phục vụ. Còn chiên trong đàn là được phục vụ ưu tiên, priority. Còn chiên ngoài đàn là những người không tin vào Chúa đó là bị ghét bỏ, mà sau khi chết họ sẽ bị tống vào quả ngục để trừng phạt đời đời kiếp kiếp. Thì cái dịch vụ công ở phạm vi chúng sinh đó, trong ngữ cảnh này đó, thì không thể nào được xem đó là lòng từ bi trọn vẹn đó. Cho nên là các bạn khi làm cái gì đó, các bạn đặt ra cái cán cân là nếu tôi tham gia với tư cách phụng sự, tôi mang lại lợi ích cho số đông hay không, hay là chỉ có vài ba quen người. Các bạn đặt lên bằng cân giá trị lợi ích lớn, phụng sự lớn, ý nghĩa lớn, đóng góp lớn, thì các bạn nên chọn cái đó. Dĩ nhiên cái đó phải thách đố lớn. Cái gì nó cũng phải có cái giá của nó. Do đó các bạn phải bỏ qua quyền lợi cá nhân, personal interest, personal gain, và chúng ta phải hướng đến hòa mình vào cái lợi ích tập thể, public interest, lợi ích quốc gia, national interest, lợi ích toàn cầu, global interest. Chỉ khi nào chúng ta có được tâm từ bi lớn và trí tuệ lớn đó, thì chúng ta mới nghĩ đến phục vụ lớn, mang lại lợi ích lớn, giá trị lớn, và góp phần thay đổi xã hội, social change, thay đổi toàn cầu, global change, theo chiều hướng tích cực. Điều 7, ngợi khen, praise. Người lãnh đạo tiết kiệm lời khen tặng những người làm việc dưới trước mình thì sẽ không bao giờ có ai phụng sự với mình lâu. Sau thời gian sẽ bỏ chạy hết, bỏ trốn hết. Thực tế đó, khi mà mình tham gia làm việc đó, thì chắc chắn là có sơ suất, có lỗi lầm. Có khi là lỗi hệ thống, có khi là lỗi kịch bản, có khi là lỗi cá nhân, có khi là lỗi chủ quan. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận nó là tính phạt. Chúng ta không thể hoàn chỉnh 100% như thánh nhân được. Phải chấp nhận thất bại để chúng ta vươn tới sự thành công. Khi sau mỗi lần thất bại rút ra những bài học, thì những người đó là năng động trong làm việc đó, thì thường dễ bị nhìn thấy những cái lỗi, dễ được nhắc đến, dễ bị phê bình, dễ nêu ra để kiểm điểm, làm tấm gương. Nếu chúng ta không có tinh thần phụng sự đó thì dễ chán, dễ bỏ cuộc lắm. Thì mình càng làm nhiều thì có lỗi, có lỗi thì mình dễ bị phạt. Do đó bên cạnh việc kiểm điểm, tìm cơ hội khắc phục, thì những người có tố chất lãnh đạo phải biết khen cái hay, tích cực, tốt đẹp. Muốn góp ý cái gì đó thì phải khen trước rồi hãy có biết sao. Tức là phải nói cái hay, cái tốt, cái tích cực, cái giá trị, cái đóng góp, nói hết những cái đó rồi đó, nhưng nhẹ nhẹ thôi, ít ít chút xíu thôi, mỗi lần góp ý một chút, thì người phụng sự đó mới giữ được tinh thần đóng góp. Thì đó là cả một tiến trình tâm lý. Để khen ngợi thì chúng ta phải có tâm cảm kích, appreciation. Cảm kích thì phải thấy được cái mặt tuyệt vời, tích cực, giá trị, đóng góp của từng bộ phận một,
từng mắt xích một, từng cá thể một. Cho nên lãnh đạo giỏi đó phải tìm kiếm những nhà trợ lý nói theo ngôn ngữ cộng sản, những nhà cố vấn nói theo ngôn ngữ tư bản, để điểm mặt chỉ tên đâu là yếu tố tích cực, đâu là nhân vật tích cực, đâu là những yếu tố dẫn đến sự thành công. Thì nhà lãnh đạo này phải nắm hết để tán dương. Tán dương đúng chỗ, đúng lúc, đúng người, đúng tình huống, thì chắc chắn là người được tán dương đó sẽ lên dây cốt tinh thần, tránh được tình trạng ngủ quên chiến thắng, ngạo mạn. Do đó người lãnh đạo phải biết khen chân thành, tức là khen từ ở trong trái tim mình khen ra, chứ không phải khen kiểu mà đãi bôi. Người ta gọi là khen điểu, khen kiểu ngoại giao, thì cái đó không nên. Vì lâu dài đó thì những người được khen đó, người ta nhận ra được rằng tôi đâu có giỏi thế này đâu, tôi đâu được như thế này đâu, mà tại sao tôi được ca ngợi dữ quá, tôi được bơm dữ quá, thì tự động ta không nể phục. Cho nên phải khen đúng, muốn khen đúng phải khen chân thành. Tổng thống Barack Obama đã được bầu chọn vào đầu tháng 7 2018 là tổng thống ấn tượng nhất trong lịch sử 40 mấy đời tổng thống của Hoa Kỳ. Ông có chính sách rất hay. Trước khi đến một quốc gia nào đó, có một bài phát biểu nào đó, thì ông yêu cầu đó, người viết bài phát biểu đó phải là người xuất thân từ đất nước đó, mới hiểu được văn hóa, văn học, phong tục, tập quán và lịch sử. Nó làm sao để chạm đến trái tim của những người đang nghe. Cho nên khi Barack Obama đến phát biểu tại Việt Nam, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, chúng ta thấy là không chỉ là từng trang, từng đoạn, từng câu, mà từng cụm từ, từng khái niệm từ, nó chạm đến văn hóa Việt Nam, lịch sử Việt Nam, sự hãnh diện tự hào của Việt Nam. Và nó làm cho người ta có cảm giác rằng Barack Obama là người Việt Nam, vì quyền lợi cho người Việt Nam. Cho nên biết bao nhiêu người ta ca tụng. Do đó khi đón sự quan lâm của Barack Obama đó, thì có lẽ chưa có nơi nào nhiệt tình như là người Việt Nam, nhất là ở miền Nam Việt Nam. Hàng cây số, hàng vạn người đứng ở bên đường chỉ được phất tay khi chiếc xe của Barack Obama đi ngang qua thôi. Là vì đó, phát biểu của Barack Obama là biết khen ngợi Việt Nam, đánh vào cái hãnh diện tự hào của người Việt Nam, hiểu thấu được trái tim Việt Nam. Và khi sang Cuba, phá đi lệnh cấm vận sau 50 năm Mỹ đi đọt đất nước cộng sản này, thì Barack Obama cũng có những lời có cánh rất chân thành, dùng văn học Cuba, văn hóa Cuba, ngữ cảnh Cuba, quan tâm Cuba, để làm cho tất cả từ nguyên thủ quốc gia của Cuba cho đến các thường dân bội phục Barack Obama. Ở lĩnh vực đó có lẽ khó tìm thấy nguyên thủ quốc gia nào có được đẳng cấp như là Barack Obama. Rất đáng là trân trọng. Cho nên khi chúng ta biết được sự đóng góp của người khác và ghi nhận sự đóng góp đó bằng những lời tán dương công đức, tùy hiểu công đức một cách công khai, thậm chí là thưởng nữa, thì chắc chắn rằng là những người đó sẽ sống chết vì lý tưởng cao quý. Điều 8, khiêm tốn, humility. Càng ở vai trò cao, hiểu biết rộng,
danh thơm tiếng tốt nhiều, càng ứng xử khiêm tốn nhiều chừng nào đó thì các bạn với vai trò lãnh đạo sẽ được mọi người quý mến trọng nể chừng ấy. Còn người nào dùng quyền uy, áp lực, thượng nội hạ đạp thì khi tại vị, do vì sợ người đó hại mình mà người ta phải đóng vai khép nép tôn trọng thôi. Còn đến lúc mà người đó về hưu thì cái ứng xử của người ta sẽ công khai, minh bạch hóa đó ra. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Vì họ sống có tình nghĩa gì ai đâu, mà sau khi về hưu muốn người ta trọng nể mình, thay vì đi trách cuộc đời bạc bẽo như vôi, thì hãy đánh giá là chính mình. Mình bạc với người ta quá, nhân bạc, lối sống bạc, ứng xử bạc, thì hậu quả mà chúng ta đón nhận lại từ người khác đó là ứng xử tệ, nhân nào quá đó. Để trở thành người khiêm tốn thì chúng ta phải hiểu được giới hạn của bản thân mình. Có thể ở một lĩnh vực nào đó mình là chuyên gia đỉnh cao toàn cầu, mọi người phải nghiêng đầu tháo mũi xuống để nể trọng. Nhưng ở các lĩnh vực khác mình chưa chắc bằng họ. Cho nên người có tinh thần cao học á, thì đối với tất cả mọi thành phần ít nhất đều có một cái gì đó để chúng ta học được. Và ở lĩnh vực đó chúng ta chỉ là học trò của những chuyên gia đó thôi. Cho nên dưới góc độ này không có gì phải hãnh diện, tự hào, cao ngạo, tự đắc, xem trời bằng nắp vung, coi ai không ra gì, biến mình trở thành hệ quy chiếu của chân lý, hệ quy chiếu của giá trị. Những người như thế là rất khó chê, rất khó hợp tác. Và về bản chất đó, người cao ngạo bị cô lập bởi cá tánh xấu này. Nhân gian thường gọi là kính nhi viễn chi. Người ta nể về một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà ta không dám gần, người ta phải xa lánh, vì gần gũi những đó chỉ mang họa thôi, hoặc là mang lại những cái cảm xúc không vui, cho nên ta phải tránh xa. Do đó khiêm tốn một cách chân thành sẽ làm cho chúng ta được mọi người mở rộng đôi tay đón nhận. Phải biết tôn trọng người khác, quý trọng phẩm giá người khác, thừa nhận những giá trị của người khác trên nền tảng thừa nhận giới hạn của mình. Thì lúc đó đó không có gì phải tự cao, tự đạo, tự hào, tự đắc hết đó. Tất cả chúng ta là người hữu học. Đức Phật đó dùng khái niệm rất là hay, chia ra hai nhóm về cái đẳng cấp và trí tuệ và chuyển hóa tâm đó. Thì nhóm một đó là hữu học, đó là còn nhu cầu học để hoàn thiện bản thân mình. Và nhóm thứ hai là vô học, không phải là thất học đâu, mà là không cần thiết học nữa, vì họ đã hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định, hoàn thiện trí tuệ, họ trở thành thánh rồi, đến cái trần của sự đỉnh cao rồi. Còn khi chưa đạt được cái chuẩn mực đó thì chúng ta phải nỗ lực học. Thì nhà lãnh đạo phải bắt chước Đức Phật, xem mình đó là gì, là hữu học, học về kỹ năng lãnh đạo, học về kỹ năng chuyên môn, rồi học về kỹ năng quản trị, học mọi thứ. Còn nhiều điều kém chúng ta chưa đạt được. Và bằng cách này đó thì người lãnh đạo mới mở rộng tầm nhìn mình ra, thông cảm, quý trọng, trải thảm đỏ để mời nhân tài, có những cái chính sách đặc biệt để làm cho nhân tài đó có muốn rời đi cũng không có đành lòng nào mà rời đi được. Minh trị thiên hoàng là một vị vua đặc biệt của lịch sử Nhật Bản cận đại. Thì trong các quốc gia quân chủ thì Nhật Bản là nước duy nhất vua gọi mình là thiên hoàng, thay vì các nước khác gọi là thiên tử, là con của ông trời, mình trở thành ông trời con ở đất nước của mình. Còn thiên hoàng á, hoàng á, là vua, thiên là trời.
ông vua này ngang bằng trời, giống như Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không vậy đó. Thì đó là cái cách mà các vua Nhật Bản rất là hãnh diện về cái vai trò độc tôn của mình đối với muôn dân. Nhưng mà Minh Trị Thiên Hoàng là một người rất là khiêm tốn, cho nên đó ông đã có chủ trương kêu gọi khoảng 250 nhà trí thức giỏi nhất của Nhật Bản, đề cao tinh thần yêu nước, đi Mỹ học giáo dục và sự tiến bộ, đi Pháp học về văn minh, đi Đức học về công nghệ và kỹ thuật, đi Nga học về hải quân, đi Anh học về quân đội. 10 năm sau đó, 200 mấy chục nhân vật này đó quay trở về để phục vụ cho Thiên Hoàng Minh Trị của Nhật Bản, để làm cho đất nước này đó trở thành là một đỉnh cao. Chúng ta nhớ khi thất bại trong Thế chiến thứ hai ở toàn cầu và đặc biệt ở châu Á, Nhật á, phải bồi thường chiến tranh và trở thành nước nghèo, bị thúc thụ quản lý bởi Hoa Kỳ. Thì chủ trương của Minh Trị Thiên Hoàng là gì? Tri Mỹ, dụng Mỹ, thắng Mỹ, tức là phải hiểu được Mỹ, mới người Mỹ phải đi học hỏi, rồi sử dụng những cái hay để tiến bộ cho chính mình. Và cái đích điểm cuối cùng là gì? Thắng Mỹ để vượt trội hơn. Thì bằng chính sách đó, với lòng khiêm tốn đó, Minh Trị Thiên Hoàng đã làm cho những người giỏi nhất ở nước Nhật phục vụ cho đất nước của ông, thay vì họ có cơ hội trở thành công dân của những nước mà vào thời điểm đó giàu hơn Hoa Kỳ, giàu hơn Nhật Bản. Và chính sách ưu đãi của ông là gì? Ai quay trở về đó thì tiền lương của họ cao gấp 10 lần với người ở trong nước. Và các giáo sư, các nhà khoa học gia, các kỹ sư, các kiến trúc sư, tức là những nhân vật lỗi lạc trong mọi lĩnh vực, nếu chịu đến Nhật Bản giảng dạy thì lương của họ cao 100 lần đối với một số tình huống, cao 20 lần đối với quảng đại đa số tình huống so với những người giỏi trong nước. Bằng chính sách này đó, nhân tài của toàn cầu tập trung về Nhật Bản. Và trong 2 thập niên sau đó, dân Nhật Bản không cần phải đi du học ở đâu, ở tại nước họ, họ có đủ các nhân tài về các lĩnh vực để phát triển. Như vậy sự khiêm tốn theo cái hướng được chỉ đạo và đạo diễn bởi trí tuệ đó sẽ làm cho đó nhân tài nối kết nhau, bỏ qua lợi ích cá nhân để về phụng sự đất nước. Chúng ta đang rất cần những người có tầm nhìn đó để lãnh đạo đất nước Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức dân sự, xã hội, tôn giáo ở Việt Nam, thay vì đầu tư vào đặc khu. Chúng ta chỉ làm giàu cho một số các tỷ phú nước ngoài, tạo cái chính sách ưu tiên để họ di công dân của họ ở nước họ đến nước Việt Nam, rồi sử dụng nguồn tài nguyên Việt Nam một cách rẻ mạt, trên sức lao động rẻ mạt của người Việt Nam, tiếp tục biến người Việt Nam trở thành lao động ô xin, lao động gọi là phổ thông với đồng lương rất rẻ. Chúng ta nên đầu tư vào kỹ thuật, technology, công nghệ, industry, hiện nay là công nghệ 4 chấm. Thì vài năm sau chúng ta sẽ có công nghệ 5 chấm, công nghệ 6 chấm, công nghệ 10 chấm, và phải thích ứng với cái sự cập nhật các công nghệ đó. Thì doanh thu của Việt Nam mới cao, mới giải quyết được vấn đề nghèo khó của Việt Nam. Còn các đặc khu đó, nó mang theo các sòng bạc, các khu hưởng thụ ăn chơi tội lỗi như là Las Vegas, và thậm chí là phải chấp nhận cho việc sản xuất vũ khí trong các đặc khu. Với chính sách ưu đãi tối thiểu là 70 năm cho đến 99 năm, đó không phải là chính sách mang lại giá trị lợi ích bền vững và thoát ra khỏi các rủi ro về an ninh quốc phòng của đất nước Việt Nam. Cho nên nhiều khi mình ở cái vị trí cao phải gọi là nhúng mình xuống để thấp hơn người khác, thì nhân tài đó mới chịu về để phục vụ với một chính sách ưu đãi đặc biệt. Thầy thường nói đùa đó,
Khi mà thầy ngồi thì thầy cũng cao ngang bằng những người cao khác, 1m8, 1m9, 2m. Các bạn cứ để ý đó, khi ngồi cái chiều cao nó không có chênh lệch cho bao nhiêu, khi đứng thì mới thấy cái sự khác biệt. Thì ngồi đó tượng trưng cho sự khiêm tốn. Cho nên là đi các tỉnh thành đó, các Phật tử gặp thầy lần đầu nói hình như thầy giống giống thầy Trực Từ phải không? Thầy nói giống chứ không phải. Thì có nhiều Phật tử mới trả lời đúng thiệt như vậy. Thầy Trực Từ trong mơ mà con nhìn thấy ông đẹp trai, ông cao lắm. Chứ đâu phải lùn giống như thầy đâu. Tại vì ở trong mơ chỉ thấy lúc ngồi thôi, đâu có thấy lúc đứng đâu. Tức là nỗ lực hạ thấp mình xuống sẽ được mọi người nâng mình lên, nỗ lực ngôi đầu mình lên thì bị người ta đè đầu mình xuống. Đó là quy luật cạnh tranh tâm lý, cạnh tranh xã hội. Cho nên là để giữ được nhân tài đó thì nhà lãnh đạo phải khiêm tốn. Điều chính, tầm nhìn, vision. Hồi nãy thầy xuống muộn khoảng 20 phút là vì thầy bị cận thị. Và thầy nhìn vô cái đồng hồ đó, có cảm giác là mới có 2 giờ mấy à, mà đằng kia nó là 3 giờ mấy rồi. Về nghĩa đen á, thì tầm nhìn của con người bị giới hạn bởi cận thị, tức là không thể nhìn xa. Viễn thị, tức là không thể nhìn gần. Loạn thị, xa gần gì cũng bất ổn. Và thị lực kém, dù có 2 con mắt có khả năng nhìn ánh sáng nhưng mà vẫn không thể nhìn lâu. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Lăn chuyển bến xe chân lý vào đời, được Đức Phật giảng đầu tiên sau khi giác ngộ, thì Ngài nói con đường mà ta khám phá mang lại tầm nhìn lớn, tri thức lớn, viễn cảnh lớn, trí tuệ lớn, để giải quyết được các vấn nạn khổ đau và khép lại toàn bộ khổ đau, mở ra hạnh phúc. Ở những đoạn kinh khác Đức Phật nói đó là con đường mà từ trước đến giờ chưa có người phát hiện ra, chưa có người nỗ lực đi qua. Và ở những đoạn kinh khác đó, thì mô tả như thế này: như lật, như là dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống, như đó là mở lên những gì đã bị úp xuống, như đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho người đó có hai mắt thấy rõ được mọi thứ, như là thấy vân tay trong lòng bàn tay của mình. Chúng ta cần đến các nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng như vậy. Ở mỗi tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, tổ chức dân sự, tổ chức tôn giáo. Ở đây các bạn nào đã xem các video clip về Tiệp Khắc chưa? Có ai biết đến nước Tiệp Khắc ở giơ tay, thầy xem thử. Có 1-2 bạn thôi. Tiệp Khắc là quốc gia có nhiều công trình cổ điển đẹp, ấn tượng, đẳng cấp nghệ thuật, mỹ thuật. 3 lần thuyết giảng ở châu Âu, thầy trung bình có khoảng 10 mấy ngày ở Tiệp Khắc, đi các thành phố lớn của Tiệp Khắc. Thì mỗi một cái căn nhà là có một kiểu mỹ thuật khác nhau. Thầy chụp đến mấy chục ngàn tấm ảnh, nhưng mà rất tiếc cái iPad đó bị ăn cắp mất tiêu. Đúng rồi, không còn lại để cho các bạn xem. 400 năm trước đó, thì những nhà quy hoạch đô thị của Tiệp Khắc đã có tầm nhìn xa rồi. Họ đưa ra cái quy chuẩn đó, tất cả các dãy phố phải cao 4 lầu, và cả tất cả các cái dãy 4 lầu đó có chiều cao giống nhau hết. 400 năm trước ta đã làm được như thế rồi. Và mỹ thuật đó là phải có nét riêng ở từng căn nhà, từng dãy nhà. Mỹ thuật của cửa sổ, mỹ thuật cửa cái, rồi mỹ thuật ngoại thất, mỹ thuật nội thất. Nếu ai làm nghề kiến trúc sư mà không chịu tham khảo kỹ mỹ thuật của Tiệp Khắc đó, là một điều giới hạn tầm nhìn.
thành phố San Francisco của Hoa Kỳ. 150 năm trước khi quy hoạch đó, người ta đã tạo ra thành các con đường Caro và các con đường Đồng Tâm. Cho nên lỡ mà đi lạc đó, là quý vị rất dễ tìm ra được cái lối thoát. Còn tại Đức á, trước cái giai đoạn của Đức Quốc xã đó, thì chính phủ Đức á, đã làm các cái hệ thống ống cống ở dưới lòng đất á, bề ngang là 4 mét, chiều cao phải 3 mét. 7-8 người đi dàn ngang cùng một lúc ở dưới đó, ống cống đó không sao hết á. Là vì người ta có tầm nhìn xa. Còn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đó, quy hoạch đô thị là từ thời Pháp, nay là trên 100 năm. Lúc đó, đó dân cư chúng ta chỉ có khoảng 2 triệu mấy người, nay chúng ta có 10 triệu hơn. Các ống cống bây giờ cũng có khoảng đường kính là 6 tấc. Thì đến những cái cơn mưa lớn không ngập mới là chuyện lạ. Khi bị triều cường không ngập nước, không dâng nước mới là chuyện lạ. Vì nó thoát đi đâu? Và trên toàn nước chúng ta quy hoạch rơi vào tình trạng thiển cận đá. Đó là chưa nói sự thiếu phối nối kết giữa bên điện lực, bên ống cống, bên làm đường. Thế đường mới vừa làm xong là móc lên để sửa điện, rồi chỗ khác là móc lên để sửa ống cống, chỗ khác là móc lên để sửa điện thoại. Không có sự phối nối kết, tức là thiếu quy hoạch. Cho đó nó liên hệ đến giới hạn tầm nhìn. Ở trên hư không đó, nếu với các bạn đi máy bay mà thấy cái chỗ nào mà nhà cao cao thấp thấp, xéo xéo nghiêng nghiêng, tức là nó hỗn độn càng khôn, thì các bạn biết đó là Việt Nam. Vậy nói xấu Việt Nam, nó không có quy hoạch gì hết á. Mặc dù chúng ta có tổng kiến công sư, kiến trúc sư công trình của toàn thành phố, nhưng mà thiếu quy hoạch chúng ta không thể phát triển. Và nhất là thiếu quy hoạch về đường phố đó, sẽ dẫn đến tổn thất về kinh tế. Trung Quốc đó, có được những nhà tư vấn giỏi, cho nên cách đây 28 năm khi cải cách đó, thì họ đưa ra 4 chữ thôi: lộ thông tài thông. Lộ là giao thông, thông có nghĩa là rộng rãi to lớn, tài là viết tắt của tài chính. Khi mà hệ thống giao thông công cộng đó được phát triển thì tài chính được tăng trưởng. Thì 4 chữ chủ trương đó đã làm cho đất nước Trung Quốc trở thành con rồng mới và trở thành anh ba về gọi là kinh tế, chỉ đứng sau Mỹ thôi. Nếu các bạn đi sang Trung Quốc, những cái thành phố lớn như là Thâm Quyến rồi Bắc Kinh, thì có nhiều nơi còn tiến bộ hơn cả Mỹ. Vì Mỹ nó lên đến đỉnh cao của sự phát triển cách đây cả trăm năm, nên bây giờ nó trở thành lạc hậu và cần phải được cập nhật. Còn những anh mà mới nổi thì ta học hỏi được cái kinh nghiệm của những người tiến bộ trước, ta khắc phục được những yếu kém, quy hoạch tốt phải không? Cho nên ở Trung Quốc có nhiều con đường đó, nó 8 làn xe, 10 làn xe cho mỗi một chiều. Còn ở Việt Nam chúng ta đó, đường cao tốc chỉ có 2 làn xe thôi. Cao tốc ở Đức 8 làn xe, không giới hạn tốc độ chạy, nhưng mà không có tai nạn giao thông. Và cái tỷ lệ tử nạn giao thông ở Đức là thấp nhất cho thế giới, cho nên ta không có lý do gì phải hạn chế cái tốc độ. Nên là phải lộ thông. Và các công trình ở Trung Hoa đó, trong giai đoạn cải cách đó, thì họ quy định lớn hay nhỏ không cần biết, nếu như nhà thầu nào không hoàn tất trong 1.000 ngày, tức là 3 năm, sẽ bị phạt, phạt nặng. Cho nên sau 3 năm là chúng ta thấy là từ một cái sa mạc trở thành là một thành phố lớn. Thậm chí đầu tư thiếu cái hoạch định đó, ở một số thành phố ở Trung Quốc đó, gọi là thành phố ma, Ghost City. Chẳng hạn như thầy có đến thành phố Hải Nam, nó có rất nhiều cái khu vực gọi là Ghost City.
nhà cao chọc trời mấy chục tầng, nhưng mà tối đến á, quan sát không có một cái ánh đèn nào hết vì có người nào ở đâu. Ban ngày mà quý vị ngồi trên xe hơi mà quay phim như thế này nè, chạy mấy cây số không hết, các dải thành phố lớn, nhưng mà không có người ở. Tức là hoạch định thì giỏi, nhưng mà hoạch định theo hướng sử dụng thì kém, là thua các nhà quy hoạch của phương Tây. Chẳng hạn như ở Đức đi, diện tích lớn hơn Việt Nam, rồi dân số đông hơn Việt Nam, nhưng mà đi trên nước Đức các bạn sẽ không có cảm giác đây là nước đông dân, bởi vì ta phát triển đồng đều hết tất cả các thành phố, ngay cả vùng biên giới với tiệm khắc. Nếu các bạn đến đó, thầy đã từng đi vùng biên giới của Đức, các bạn không thấy được cái sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn. Còn những nước đang phát triển như Việt Nam thì chỉ tập trung vào thủ đô, vào thành phố lớn về tài chính như là Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng. Chúng ta không rải đều trên 6-3 tỉnh thành. Đó là quy hoạch kép. Như vậy là khi mà mở các đặc khu á, thì ba khu vực đó sẽ nổi trội ngang bằng Sài Gòn và Hà Nội. Và nó cũng tạo ra cái sự di dân từ các tỉnh nghèo lên những cái khu đặc khu này thôi. Và tiếp tục tạo ra ách tắc giao thông, các vấn nạn xã hội và nhiều vấn đề khác. Cho nên bắt chước Trung Quốc mở đặc khu không phải là sự chọn lựa, mà theo thầy là có tầm nhìn xa để hướng đến những cái tiến bộ lớn cho quốc dân Việt Nam. Điều 10 cũng là điều cuối cùng, trí tuệ, wisdom. Tầm nhìn rồi sự khám phá phát minh đó chỉ là một ứng dụng nhỏ của trí tuệ thôi. Tiếng Bali gọi đó là prajna, banya, còn Sanskrit gọi là prajna. Khái niệm trí tuệ của đạo Phật có một nội dung rất đặc thù, đó là sự hiểu biết đúng với bản chất của sự vật đang là, không can thiệp ý thức chủ quan, phán đoán chủ quan, phán đoán thái độ, bao gồm thành kiến, ác cảm và thiện cảm, định kiến về con người, sự vật, sự việc. Mà phần lớn những cái kiến đó, đó nó thuộc về cái nhãn quan quá khứ, áp đặt lên con người ở hiện tại, cho nên bản chất nhận thức đó là không chuẩn. Cái đó là Phật giáo gọi là cái nhìn dán nhãn đặt tên lên con người sự vật. Ví dụ như nếu bạn nào đó ghét thầy Nhật Từ, thì cái cách để mà vô quá thầy Nhật Từ là gì? Ôi, dân gian Việt Nam ta nói là nhất lễ gì lùng, ta vừa tôi xúc không chơi được. Ông thầy Nhật Từ này ông thầy lùng không chơi được. Đó là áp đặt thành kiến. Có thể có rất nhiều người lùng không chơi được, nhưng mà phải tất cả những người lùn là như vậy. Có nhiều người lùn tốt hơn những người cao gấp trăm lần. Tại sao mình không nhìn như thế? Thì ngoài cái nhìn sự vật như thật, không can thiệp và ý thức chủ quan vào tiến trình nhận thức, nhìn nhận sự vật như là nhìn nhận lần đầu tiên, chúng ta phát huy được tính khách quan cao nhất. Và tất cả các phát minh khoa học đều bắt đầu bằng tính khách quan. Còn ai rơi vào sự chủ quan thì không thể làm khoa học được. Chủ quan dẫn đến độc đoán, khách quan dẫn đến khiêm tốn. Trí tuệ theo Phật Phật dạy đó còn là một loại nhận thức phù hợp với luật pháp, tôn trọng đạo đức, giữ gìn lương tâm. Cho nên người có trí tuệ sẽ không làm việc xấu, việc tội lỗi, việc phạm pháp. Người có trí tuệ tin nhân quả, tin kiếp sau là có thật, tin vào sự thưởng phạt, tin vào tiềm năng, tin vào phương pháp khai thác tiềm năng để trở thành hiện thực, tin vào nghệ thuật làm mới, tin vào những sự tiến bộ. Do đó trí tuệ được Đức Phật đánh giá cao hơn kiến thức, knowledge. Kiến thức thì các bạn có thể học được thầy cô giáo, học ở thư viện, tự học từ sách vở,
và các bạn có thể dùng các phương pháp tư duy khoa học, tức là tư duy phản biện, critical thinking, hoặc là suy luận, inference, hoặc là tổng hợp, hoặc là loại suy, hoặc là quy nạp, hoặc là dùng các cái kỹ năng logic để tạo ra các phán đoán chuẩn hay là các phán đoán có giá trị. Valid judgment, hoặc là tối thiểu là reasonable statement, tức là phán đoán gọi là hợp lý. Giới hạn lớn nhất của tri thức đó, đó là sự cố chấp. Đức Phật liệt đó vào cái nhóm thế trí biện thông, nạn, cái nạn của những người có kiến thức đời nhiều nhưng mà chấp vào nó, cho nên trở nên khó ưa, khó thương, khó hợp tác, khó cộng sự, khó đóng góp, khó mang lại lợi ích. Và nhất là những tri thức nửa mùa mà lại xem mình là đỉnh cao nhất của có xoắn tròn ốc mà đỉnh cao của thời đại. Về điều này nó cũng giống như là cái người mà ta giàu từ thời nhỏ, nó khác với cái người mới giàu. Người mới giàu ta hách đi lắm, người ta chứng minh đẳng cấp của mình mà. Còn trong võ thuật cũng vậy, người mới biết võ thì dễ ngứa tay ngứa chân, đụng đầu là cũng đánh để chứng tỏ mình có võ. Còn mà võ công cao cường rồi đó, còn ta nhẫn nhịn hay lắm, bất đắc dĩ lắm mới sử dụng võ công để tự vệ mình và giúp đỡ người khác theo cách thế được an toàn. Các bạn thử làm một cái thí nghiệm ha. Đi đến sở thú đi, cầm một cái vật dụng nào đó, các bạn tới ngay cái chuồng cọp hay là chuồng sư tử, các bạn hùi thế này, và cái khoảng cách đó, khi các bạn vung tay ra với cái dụng cụ đó, cách đó, cái con mắt của con sư tử và con cọp khoảng 2 cm, nó không nhớ mắt. Bởi vì con sư tử phán đoán được, con cọp phán đoán được rằng là vật dụng đó không tiếp xúc đến nó được, cho nên không có gì nó phải sợ. Còn nếu các bạn làm cái động tác hù đó với con chó nó bỏ chạy liền, rồi bỏ chạy. Thì trong kinh Đại Bộ Tích đó, Đức Phật đưa ra phản ứng của con chó và phản ứng con sư tử để nói về trí tuệ và kiến thức. Khi một người nào đó cầm một cái cục xương ném vào con chó đau quá la lên, gâu 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 gâu, bắt đầu cắn cái cục xương. Nó không cần biết tác nhân tạo ra cái đau này là ai, nó thấy cái cục xương đụng vào nó thì cục xương là kẻ thù của nó, cắn cục xương để trả đũa. Nhưng mà cắn cục xương thì chỉ đau răng thôi. Còn con sư tử không làm thế. Nếu với các bạn cùng một cái cục gạch ném một con sư tử không có trả thù cục gạch, con sư tử sẽ định hướng được là cục gạch này nó đến từ chỗ nào và xác định được tác nhân và thanh toán tác nhân đó. Các bạn cũng nên học theo phong cách sư tử trong việc giải quyết vấn đề theo hướng có trí tuệ. Chúng ta phải phân phui được đâu là gốc rễ của khổ đau, còn đâu là cái công cụ để một tác nhân nào đó mang cái khổ đau đến cho chúng ta. Nó là công cụ thôi mà. Mình ghét cái công cụ là vô ích, vì không có công cụ A thì có công cụ B, không có công cụ B thì có công cụ C, không có công cụ C thì có công cụ N. Cho nên phải tìm ra được nguyên nhân chính. Mà theo Đức Phật đó, các nguyên nhân tâm lý dẫn đến khổ đau bắt nguồn từ tâm tham ái, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp. Bốn sợi dây xiềng xích này sẽ làm cho tâm không được tự do, do vậy trí tuệ không phát sinh. Phải giải phóng với các rối buộc tâm thì trí tuệ mới hiển bày. Đức Phật gọi đó là đại viên cảnh trí. Trí tuệ như là tấm gương tròn sáng, nó tự thân của nó là tương phản cái sự vật vào trong đó, không cần ai phải làm chứng rằng đây là tấm gương. Tấm gương nó tự soi, tự chiếu và nó trở nên hữu dụng.
Cho nên đó, người có kiến thức có thể phạm pháp, có thể làm điều xấu ác và có thể khổ đau bởi những cái hiểu biết của mình. Chẳng hạn như là người giỏi về tác hại của ma túy, khi nghiện ma túy vẫn trở thành là tôi mạng. Nhưng mà người có trí tuệ thì không nghiện ma túy, không nghiện rượu, không nghiện các độc tố, không nghiện những thói hư tật xấu. Đó là khác nhau giữa kiến thức và trí tuệ. Cho nên á, người lãnh đạo giỏi cần phải phát huy trí tuệ, tức là tu dưỡng đạo đức, tu dưỡng thiền định để trí tuệ được phát sinh. Thì bằng cách đó đó, các bạn mới được sự để trọng đích thực từ các thành viên trong nhóm, giàu ở một lĩnh vực nào đó, các thành viên đó có thể giỏi hơn người lãnh đạo, nhưng họ phải phục người lãnh đạo. Thì đó là 10 giá trị sống giúp cho một người tự nỗ lực trở thành người lãnh đạo. Các bạn có muốn trở thành người lãnh đạo không? Thì phải trở thành con chim đầu đàn. Và nên nhớ cái câu mà thầy nói rất nhiều lần: ai muốn làm lãnh đạo thì phải có tâm lãnh đạn. Thì đi đầu rồi phải bắn trước chứ, phải không? Phải chấp nhận phê bình, chỉ trích, thách đố, nói xấu, xuyên tạc, chọt gậy bánh xe, phá đám. Các bạn phải có một thái độ chuẩn bị trước. Đó là chuyện bình thường. Nhà cao thì gió lớn, sông to thì sóng lớn. Làm việc lớn về Phật sự, thiện sự và phụng sự, chúng ta sẽ có đối thủ lớn, có kẻ ganh ghét lớn, có trâu cột lớn ghét trâu ăn của mình. Và chúng ta phải hoan hỷ đón nhận nó, không tức, khó chịu về cái đó, để chúng ta dẫn tập thể tin tưởng vào chúng ta đạt đến cái mục đích mà mình hướng về. Đó là nhà lãnh đạo giỏi. Chúc các bạn tu dưỡng các phẩm chất và các giá trị sống đó, để sau này trở thành thủ tướng, bộ trưởng, các lãnh đạo tập đoàn, CEO của những tập đoàn lớn, công ty lớn, thì lúc đó nhớ đừng quên thầy Nhật Từ. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.